chánh định an lành mà dạy. Thế Tôn bảo ngài Xá Lợi Phất, trí tuệ của chư Phật sâu vô lượng khó vào, chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu chân thật nghĩa. Chư Phật dùng nhân duyên thí dụ phương tiện, dìu dắt chúng sanh xa lìa vọng chấp. Tạm nói ba thừa giả sư mười phương đều như Xá Lợi Phất cũng không hiểu chi kiến Phật. Ngài Xá Lợi Phất ba lần thưa thỉnh, Đức Phật hoan hỷ dài nói kinh Pháp Hoa. Năm ngàn tăng thượng mạn rời đạo trà, vì chưa thể hiểu diệu Pháp Hoa kinh. Đức Phật bảo hồi chúng chư Phật Thế Tôn, vì đại nhân duyên mà đến cõi đời, chỉ cho chúng sanh chứng ngộ chánh pháp Như Lai. Pháp đó chủ ngôi pháp tướng thế gian thường còn, người như thị pháp như vậy, nhìn như vậy, biết như vậy, không phân biệt, như thể tướng chân thật của các pháp. Ngài Xá Lợi Phất không còn nghĩ lầm, lòng vui mừng sẽ giác ngộ thành Phật. Phật hoan hỷ dài nói kinh Pháp Hoa. Năm ngàn tăng thượng mạn rời đạo trà, vì chưa thể hiểu diệu Pháp Hoa kinh. Đức Phật bảo hồi chúng chư Phật Thế Tôn, vì đại nhân duyên mà đến cõi đời, cho chúng sanh chứng ngộ chánh pháp Như Lai. Pháp đó chủ ngôi pháp tướng thế gian thường còn, mười như thị pháp như vậy, nhìn như vậy, biết như vậy, không phân biệt, như thể tướng chân thật của các pháp. Ngài Xá Lợi Phất không còn nghĩ lầm, lòng vui mừng sẽ giác ngộ.